Chủ quan dịch bệnh vắng, người đàn ông bị hai đối tượng trình lấy trộm chiếc xe máy trước nhà. Theo diễn biến đoạn clip được đăng tải, ngoài trời lất phất mưa, người đàn ông đi vào nhà rồi kéo cửa sắt chính mít, trong khi đó chiếc xe máy vẫn để bên ngoài. Ít phút sau, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy bất ngờ dừng lại trước nhà. Một trong hai đối tượng nhìn ngó xung quanh rồi tiến tới Lê Hoay tìm cách mở khóa chiếc xe của người đàn ông. Để tránh bị phát hiện, khi có người đi đường qua, hai thanh niên vờ như đứng chờ nhà dân trú mưa. Thấy thời cơ chín mùi, đối tượng đã dắt xe máy trời khỏi hiện trường và chậm cấp chất lọt, còn chủ nhân thì vẫn ở trong nhà, không hề biết mất đồ bên ngoài. Được biết sự việc xảy ra trên đường Lý Nam Đế, quận Quang Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, dân mạng vô cùng bất bình trước hành động an trọng táo tận giữa ban ngày. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chính sự chủ quan của người đàn ông đã làm miếng mồi ngon cho các đối tượng. Thật ra trách mấy tên trộm thì cũng phải trách cả chủ nhân, nghĩ dịch bệnh đường vắng nên hớ hên tài sản mà mất hết. Dịch bệnh khó khăn rồi còn ăn trộm của người ta, không thể chấp nhận được. Đây là bọn chúng có kế hoạch cả rồi, còn có cả đồng bọn thế kia. Camera quay rõ nét thế này thì trình báo công an ngay đi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.